Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy ạ. Con là Nguyễn Thị Hoa, Ninh Bình. Con kính xin Thầy hoan hỷ cho con được thưa hỏi. Một, khi gia đình chúng con làm cơm cúng dỗ cho ông bà, cha mẹ, cúng cơm canh mà không cúng cháo cho chúng sinh, thì đọc bài cúng thí thực được không? Và chúng con mời thế nào để hương linh nhận được cơm canh ạ? Trong cái quyển khoa cúng gia tiên ấy, có cái quyển khoa cúng gia tiên, cái khoa cúng trong cái khoa cúng thông dụng ấy, có cái khoa cúng gia tiên, thì thường ngày dỗ nếu chúng ta muốn cúng cơm cho các cụ ngày dỗ ngày Tết mà chúng ta kẹt sỉ không muốn cho cúng cháo cho chúng sinh á, thì thôi thì cúng cái bài cúng khoa cúng gia tiên đấy, có khoa cúng gia tiên đấy, thì đọc cái bài đấy, cúng cơm cho các cụ mà không muốn cúng cho, không muốn nấu cháo, không muốn cúng cho chúng sinh. Thì bởi vì nếu mà đọc cái bài cúng thí thực ấy thì có thỉnh họ rồi, thỉnh họ về thì đương nhiên phải cho ăn chứ, có thỉnh về mà cho mình gia tiên chúng ta ăn rồi họ không cho ăn thì chúng ta làm sao đây? Ở nhà Phật chúng ta gọi là xẻn gì? Xẻn tâm, xẻn pháp, xẻn gì ạ? Cả về cái sự bố thí có cái gì đâu. Cháo nấu lên những ngày đã cúng cơm cho các cụ thì nấu thêm mấy bát cháo cũng được, có sao đâu. Thêm bố thí như thế càng tốt, khởi được cái tâm bố thí ba la mật như thế thì quý hóa chứ sao. Nếu mà lười nấu cháo thì có cái cháo gói để họ làm sẵn rồi, lấy ra một tí, phát tâm một tí giỏi lắm thì 10.000 một gói cháo chứ bao nhiêu, đúng không? Làm cho 5 gói cháo thì thoải mái mà cúng chứ cái gì đâu. Khoảng độ 20.000 hay 50.000 bim bim nữa thì nhìn đầy cả mâm, đầy cả chiếu, có gì đâu mà đáng là bao đâu. Chúng ta những cái ngày mà dỗ ngày Tết, nếu mà chúng ta phát tâm được tụng kinh niệm Phật, phát tâm được cái đó thì tốt, làm được cái đó thì tốt, cái việc đó là việc tốt chứ. Nghe các tổ, nghe các quý thầy, chứ đừng nghe mấy bà vãi bảo cúng cháo ở nhà như thế là về nó ăn xong nó ở lì nhà mình nó không đi. Một số các vãi nói thế đấy, thậm chí là thầm xin thưa các vị, một số các vị sư cũng đi nói tà kiến như thế, nói rằng Phật tử ở nhà không được cúng cháo, Phật tử mà cúng cháo là gì, là ma nó đến nó ăn là nó ở lì, nó chiếm nhà mình luôn, nó không đi, nó được ăn nó chiếm luôn, nó không đi. Đấy, làm gì có cái chuyện đấy các quý vị. Âm có pháp của âm trần, dương có pháp của dương trần, thế làm gì có cái chuyện muốn đến chiếm nhà mình là được. Thế nhà mình thờ thần linh thổ địa đấy làm gì? Thần linh thổ địa chính là người bảo hộ cho gì, cho cái sự bình an về cái việc tâm linh của gia đình nhà mình mà. Thờ thần linh thổ địa là như thế. Nói nôm na chúng ta dễ hiểu thần linh thổ địa là gì? Chúng ta thờ kính họ để mong là họ gia trì cho chúng ta, như trong kinh Địa Tạng nói ấy. Thì giống như sao? Chúng ta ở thế gian này chúng ta chấp hành pháp luật, đúng không? Chúng ta chấp hành pháp luật thì sẽ có cán bộ gì? Cán bộ thôn, cán bộ xã, cán bộ phường bảo vệ cho gia đình nhà chúng ta. Có công an đó, có bảo vệ khu phố, bảo vệ gia đình chúng ta. Ví dụ hôm nay chúng ta muốn gieo duyên để chẩn tế, đem phát quà cho người nghèo ở tại nhà mình, hoặc là đến tại phường, hoặc đến tại một cái địa điểm nào đó chúng ta phát từ thiện á. Chúng ta thấy chúng ta phát xong cho họ, họ có cướp mình không? Ví dụ chúng ta phát ở địa điểm này còn lại mang đến địa điểm kia, chúng ta có bị cướp không? Hả, các Phật tử đi làm có bị cướp bao giờ chưa? Đi làm từ thiện bị cướp bao giờ chưa? Chưa làm chưa bị cướp đúng không? Như vậy là có pháp gì? Có pháp luật, có tôn ti, có trật tự, phải không? Đâu có phải là mình đi làm từ thiện trên xe mình còn đầy đó mà họ, mình cho họ một phần rồi sao nhau họ cướp mình đâu, có phải không? Hay là cho họ hết rồi họ còn đó, móc túi của mình đâu, họ đè mình ra họ móc túi họ cướp của mình hết đâu, có phải không? Không có. Dương có pháp của dương, âm cũng có pháp của âm. Dương thế chúng ta có pháp luật của dương thế,
Quay âm cũng có pháp luật của quay âm, cũng có loạn hết à. Làm gì có cái chuyện mà chúng ta cho họ ăn, họ đến nhà mình họ chiếm luôn. Nhưng mà số các quý thầy với lại các Phật tử đi tuyên truyền như thế thì là tà kiến, là không đúng với cái tư tưởng từ bi, trí tuệ và ban vui cứu khổ của đạo Phật chúng ta. Đấy là sai rồi. Tôi khẳng định với các quý vị đó là sai với giáo lý, với quan điểm cũng như với cái tư tưởng từ bi trí tuệ ban vui cứu khổ của đạo Phật chúng ta. Chúng ta phải dựa vào gì? Dựa vào cái thường pháp mà chư Phật đã tuyên thuyết để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà xem xét xem đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, đâu là đúng, đâu là sai. Chứ không phải cứ nghe họ nói, nghe Phật tử nói như thế, là nghe sư nói như thế. Xin thưa các vị sư, bây giờ đầy sư đi tuyên truyền là tụng kinh Địa Tạng ở nhà là ma nó đến kìa. Sư Việt Nam có, sư nước ngoài có. Đấy, Phật tử ở tận bên Pháp gọi điện về cho thầy và bạch thầy con. Một thời gian vừa qua là có một sư thầy, một sư cô. Mà trước đây chúng con cũng hay đi chùa của sư cô ấy. Nhưng bây giờ chúng con thì ở nhà tụng kinh Địa Tạng, mấy năm nay chúng con ở nhà rồi ít hay đến. Thế hôm rồi sư cô đến nhà con với mấy người nữa. Thế đến thấy nhà con thờ cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng ở trên ban thờ. Và thấy quyển kinh Địa Tạng ở trên giá kinh. Thế là sư bảo nhà con là thôi chết chết, ở nhà mà Phật tử tu như thế này là hỏng hết. Thế Phật tử hỏi bạch thầy vì sao mà hỏng ạ? Và ở nhà là không được tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở chùa thôi. Chúng ta thấy có Phật nói kinh nào chỉ tụng ở chùa. Thấy không? Trong kinh Địa Tạng có thấy Phật nói là kinh này không được tụng ở nhà không? Hay chúng ta thấy có kinh nào Phật nói là kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Không có. Vậy mà sư đấy, đi tu đấy, còn khuyên Phật tử là chết chết, cái kinh này người ta chỉ tụng ở chùa thôi. Mà ở chùa cũng chỉ tụng vào tháng 7 thôi, chứ còn ngoài tháng 7 ra người ta còn không được tụng. Vì tụng kinh này là ma nó về. Các quỷ thần rồi vong hồn, rồi các vong linh như người ta về đông cuối cùng nó phá. Đấy, sư đi tuyên truyền cho Phật tử như thế, tôi không hiểu là người ta học ở đâu. Ai dạy người ta như thế? Trường lớp nào dạy sư như thế mà sư lại đi dạy Phật tử như vậy? Đấy là tà kiến. Đấy, đến kinh Địa Tạng họ còn nói như vậy. Mà một bộ kinh gọi là bộ hiếu kinh như vậy, chúng ta nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng đi. Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng, ngài nói là đặt cái vấn đề bộ kinh này là bộ kinh gì? Là một bộ hiếu kinh đệ nhất trong tất cả các kinh điển của Phật. Thì nói về hiếu kinh thì bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh đệ nhất. Và chúng ta nghe ngài giảng trong cái phẩm đầu tiên ngài giảng này, ngài còn khẳng định là trong tất cả các đạo tràng mới xây dựng của ngài, bất cứ ở đâu, ở Úc hay ở Mỹ hay ở Canada, ở Pháp hay ở Singapore hay ở Myanmar, ở Hồng Kông hay ở Đài Loan vân vân, bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng chắc chắn đó là kinh Địa Tạng, không phải là kinh Vô Lượng Thọ đâu nhé. Chúng ta nghe lại ngài giảng kinh Địa Tạng. Tất cả các đạo tràng mới xây dựng của Hòa Thượng thì bộ kinh ngài giảng đầu tiên ở đạo tràng ấy chính là kinh Địa Tạng. Đấy, như vậy là cái tầm quan trọng của bộ kinh này như thế nào, không chỉ là bộ hiếu kinh mà còn là một bộ kinh để gì? An úy long thần thổ địa ở cái khu vực đó, cũng như là khiến cho chúng ta nương theo, chúng ta tu tập theo cái bộ kinh đó lợi ích rất lớn. Những cái lợi ích chỉ có các Phật tử chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, chúng ta mới cảm nhận được đối với gia đình chúng ta, đối với bản thân của chúng ta, đối với những người xung quanh chúng ta mà thôi. Đấy, sư đi khuyên Phật tử, đấy là nước ngoài. Còn ở trong Việt Nam, trong đất nước Việt Nam chúng ta, mấy thầy ở dưới cái gì Mỹ Đức, thấy các Phật tử cũng tu tụng kinh Địa Tạng, cũng nói với các Phật tử là ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là ma nó đến nhà. Các bà có đủ pháp lực không mà tụng kinh Địa Tạng ở nhà là ma nó đến. Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở trong chùa, mà trong chùa chúng tôi chỉ tụng rằm tháng 7 thôi. Đấy, sư đi tuyên truyền với Phật tử như thế.
chả hiểu một cái gì. Mà rõ ràng tôi cũng biết là các vị đó cũng đi học trung cấp rồi đấy. Học 4 năm trung cấp rồi, 4 năm trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây rồi đấy mà đi khuyên Phật tử như thế. Không biết là 4 năm đấy các vị học cái gì. Đấy cho nên ở đây chúng ta là người con Phật, là người học Phật thì phải phát được cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Nên phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn. Đó làm sao? Đó là những cái ngày mà chúng ta tụng kinh ở nhà, chúng ta nếu mà có thời gian mà phát tâm được, có tốn kém gì đâu các vị. Bữa trưa chúng ta nấu cơm ấy mà, chúng ta lấy 7 hạt cơm, hoặc nhiều hơn một chút, đừng có ít hơn 7 hạt. Ít hơn thì xẻn, mà nhiều hơn quá thì lại lãng phí, cũng không tốt. Đức Phật bảo cháo cơm 7 hạt, bún bánh 1 tấc, khoảng bằng cái đầu ngón tay này là được. Đó, nếu không có nấu cơm thì ăn bún ăn bánh thì lấy ra một tí để vào cái chén hoặc cái bát để riêng ra, đậy cái nắp lại. Đến giờ chiều tầm khóa lễ buổi chiều hoặc là chập tối, chúng ta cúng để cho một chút tịnh thủy, tức là nước trong vào. Đó, để lên cái đĩa. Để ra ngoài, ngoài cái hiên nhà hoặc dưới đất được, không cứ là phải có cả mâm cháo. Để lên cái đĩa để ra ban ngoài, ban công nhà mình. Nếu tầng thượng để ra ngoài ban công, nếu tụng ở dưới tầng dưới để ra ngoài hiên, để lên chỗ cái ghế lên, đừng có đặt xuống đất là được, cho nó thành kính một chút. Đó, thế tụng kinh Di Đà xong, cái tụng kinh gì xong thì mình bắt vào cái thí thực luôn. Trong chữ Hán, bộ kinh chữ Hán là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, vân vân. Mà như là chúng ta hay tụng ở pháp hội này nè. Nếu trong cái quyển kinh quyển dịch nghĩa thì chúng ta, nếu ai muốn biết rõ các đức Phật ba đời vân vân đó, cho đến hết cái khoa cúng thí thực ấy, thế là được. Đấy gọi là phát Bồ Đề tâm. Chúng ta chỉ có một chút cái tâm thành như thế thôi. Đức Phật nói là gì? Nhờ vào cái công đức thần lực của thần chú, sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, 7 hạt cơm ấy hoặc là một chút bún bánh ở trong cái chén nước ấy, thì tự nhiên là biến thành những cái thức ăn phù hợp với cái tâm mong cầu của các loài ngã quỷ, ma đói, vân vân. Để giao duyên với họ, kết duyên với họ. Đấy, đấy là các Phật tử chúng ta nên làm. Còn ở đây Phật tử nói là cúng hỏi, không cúng làm cơm ở cho các cụ gia tiên, có cúng cơm, nhưng mà không thí thực cho chúng sinh, có được không? Thì như thế là hỏi cái đấy là hơi sẻn đấy, gọi là keo kiệt đấy. Nhà Phật chúng ta sẻn gọi là, tức là keo kiệt, là bùn xỉn đấy. Thì nên bỏ cái tâm ấy đi, nên phát cái tâm rộng lớn hơn. Chúng ta đọc thỉnh mời họ về những cái nhà có cái đại lễ, có việc lớn. Thì thường thường chúng ta có dỗ tổ, dỗ các ngày dỗ, ngày Tết thì mới cúng cơm, mà bình thường có vẻ ngày nào chúng ta cúng cơm đâu, đúng không? Trên ban thờ chúng ta thờ các cụ ngày thường như tụng kinh niệm Phật không thôi mà. Hoan hỷ lắm thì có tí thanh bông hoa quả. Có phải ngày nào chúng ta cũng làm mâm cơm lên đây để cúng các cụ đâu. Cơm cúng chỉ có những ngày có việc hiếu, việc hỷ, hoặc ngày lễ, ngày Tết. Mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, Trung Thu tháng 8. Đấy là những cái ngày, và ngày Tết dương lịch hoặc Tết âm lịch là cùng thôi. Ngoài ra thêm ngày dỗ các cụ thì những ngày đó chúng ta cũng nấu cho thêm nồi cháo, mua thêm tí bỏng, giải ra cái chiếu, bày ra cái mâm, để ra ngoài sân nhà mình để cúng cho họ, cho hoan hỷ. Cái việc bố thí mà, hoan hỷ lắm. Chúng ta thấy cứ 3 ngày pháp hội, ngày cuối cùng chúng ta thấy ở đâu mà trẻ con nó đến nhiều thế? Chúng ta thấy không? Đấy, bình thường bảo các cháu đến chùa, các cháu có đến đâu. Bảo đến để cùng tu cùng học với chúng ta, đâu các cháu nó đến. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay không cúng cháo, không cúng thí thực, các cháu nó có đến đâu, cúng đúng không? Không đến. Thế chiều mai mà xem, tầm 5-6 giờ chiều mai đến đứng đầy hai bên. Đấy cũng là cái tốt rồi. Đấy, tuổi trẻ trong vài trăm cháu ấy thì sau này ai dám chắc rằng lớn lên có vài chục cháu không đi chùa, không tín Phật.
Đấy. Trong kinh Dược Sư bảo là chúng sinh nó đói thì cho nó ăn, ăn no rồi mới thuyết pháp gì, cho nó nghe là như thế đấy. Đấy, chúng ta học pháp phải biển chuyển và phải hiểu được cái ý sâu xa của nhà Phật đó. Chúng ta như thế để mà làm. Nay chúng ta cũng thí thực gieo duyên cho họ. Họ nhờ vào cái sự gieo duyên của chúng ta, họ được ăn, là họ là được nghe kinh. Ấy biết đâu có những cái vong linh ấy trước đây là oan gia trái chủ của chúng ta, nhưng bây giờ nhờ gì? Nhờ được ăn, nhờ được nghe kinh, đói họ được no, mê họ được gì? Được giác. Do gì? Do cái thần lực của chư Phật Bồ Tát ấy, gia trì khai tâm khai trí cho. Câu kinh tiếng kệ chúng ta đọc lên, họ nghe họ giác ngộ được. Họ lại biến gì ạ? Biến từ thù hận thành gì? Thành mang ơn chúng ta, thành bạn bè chúng ta. Rồi có nhiều những gì, nhiều những cái vong linh ấy, nhờ vào cái sự cúng thí của chúng ta mà họ được ăn, được nghe pháp, được thoát khổ. Mà thoát khổ đương nhiên gì? Họ, chúng ta là ân nhân của họ. Và dần dần thì quyến thuộc của chúng ta ở đâu? Từ ở đấy chứ ở đâu. Các vị biết, các vị này không phải ngẫu nhiên, các vị tự nhiên đến đây nghe thầy giảng đâu. Đều là quyến thuộc của nhau hết. Biết đâu ngày xưa tôi bố thí cúng cháo như thế các vị cũng đến ăn thì sao? Không, tôi nói thật đấy. Nhiều đời, nhiều kiếp tôi cúng cháo các vị đến ăn xong rồi, ăn xong rồi phát Bồ Đề Tâm, hôm nay mới được đến ngồi đây thì sao? Hả? Ai dám khẳng định là con không phải người đấy? Mà ngày xưa Phật Bồ Tát là cúng cháo bố thí, tôi cũng đến tôi ăn, nay tôi mới được gì? Tôi mới được ngồi đây chứ. Đấy, không phải đơn giản. Đấy là nhân duyên của chúng ta. Trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta chỉ thấy là cái quả của chúng ta hiện giờ thôi. Những cái nhân ngày xưa cũng từ những cái nhỏ nhỏ ấy mà phát Bồ Đề Tâm được. Đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên thầy khuyên cái trường hợp này và các Phật tử chúng ta ở nhà cũng thế. Những ngày lễ, ngày Tết làm cơm cúng Phật, cúng Tổ, cúng Gia Tiên, các vị cứ nghe thầy hoan hỉ nấu một nồi cháo, mua một chút bóng, giải cái chiếu ra để ra mâm ra bát ở ngoài sân hoặc là ngoài sân thượng. Nếu là trên đấy, trên sân thượng không có sân thượng thì ở ban ngoài đằng trước cái ban thờ nhà chúng ta được một góc góc nào đó cũng được, sạch sẽ tinh tiêm, giải cái chiếu ra xong rồi lấy mâm, lấy ấy là dọn ra hẳn hoi. Cháo múc ra bát, lấy nhiều nhiều đôi đũa lên, vốc cho nắm đũa vào đấy. Thìa thiếc, thìa muôi cũng đông đông vào đấy, nhiều nhiều vào đấy. Chúng ta để lên cả trong cái mâm đấy. Đấy, cho một chút muối, chút gạo nữa, đĩa gạo, đĩa muối, hoặc là cho cùng với nhau, hoặc là cho một đĩa gạo, một đĩa muối nữa. Đấy, đấy là cái phép mà cúng cháo của thí thực của các cụ chúng ta cúng chúng sinh ngày xưa. Cũng không cần phải mua vàng mã đâu các quý vị ạ. Cái tiền mua vàng mã đó các vị mua bim bim, mua bỏng, mua cháo hoặc là phóng sinh thì tốt hơn. Nên thí, cúng thí vào những ngày như thế. Tôi đảm bảo là sau này các vị thành Phật, tất cả những cái chúng sinh mà được ăn thí các quý vị sau này đều là đệ tử các quý vị đấy. Không, tôi nói thật đấy. Chúng ta nghe cái câu chuyện ở trong truyền cổ Phật giáo, nghe câu chuyện mà 500 vị tỷ khiêu, 500 vị tỷ khiêu đã chứng thánh quả A-la-hán. Đức Phật nói rằng từ rất nhiều kiếp trước, 500 vị tỷ khiêu này vốn là gì? 500 con khỉ. 500 con khỉ các quý vị nhé. Ai nếu mà đệ tử thầy mà nói đệ tử mình là khỉ như thế thì thầy, ngày xưa Đức Phật nói đệ tử mình là khỉ thì các đệ tử của mình hoan hỉ. Bây giờ tôi nói là mấy chục đệ tử của tôi đều là khỉ thì chắc là nó bỏ tôi đi hết ngay. Tôi nói các quý vị là khỉ, chắc các quý vị về viết bài trên mạng chửi tôi tới số ngay. Có không? Không á? Tôi thử xem nhá. nói ra thế rồi thì nó còn gì nữa. Nói ra thế thì chắc chẳng còn gì nữa. Đây, mấy năm trước kìa tôi chửi một bà vãi kìa. Mắng một bà vãi gì? Ngu. Tôi mắng một bà vãi là ngu. Thế là mắng xong mình cứ nghĩ là mắng người ta ngu để cho người ta gì? Để cho người ta tỉnh ngộ, người ta khôn ra.
Hóa ra thì mình mới mắng người ta ngu rồi hôm trước, mấy hôm sau người ta gì? Người ta bỏ mình, người ta đi, mà không chỉ bỏ một cách êm đẹp nữa mà bỏ một cách gì ạ? Còn tồi tệ nữa. Mấy năm sau mới quay về sám hối. Đấy. Bây giờ nó khó lắm. Ngày xưa Phật nói đệ tử của mình là khỉ, đệ tử của mình rất hoan hỉ, rất vui. Mình ngày xưa làm khỉ nhưng bây giờ mình lại được làm người. Không chỉ làm người bình thường mà còn là đệ tử của Đức Phật. Không chỉ là đệ tử của Đức Phật bình thường mà lại chứng thánh quả gì? A-la-hán. Các vị rất vui. Đức Phật nói là nhiều đời nhiều kiếp trước. Đức Phật là một vị Bà La Môn ẩn cư ở trong rừng. Và 500 con khỉ này vì mến mộ cái đức hạnh của vị Bà La Môn ấy mà thường đến để thân cần, để dâng hoa dâng trái để cúng Bà La Môn ấy. Và vị Bà La Môn ấy thề nguyện rằng là bao giờ ta thành đạo, tức là thành Phật đó, thành vô thượng chính đẳng chính giác đó, thì ta gì nguyện sẽ độ cho các ngươi cũng được giải thoát như ta. Cho nên vì cái nhân duyên ấy mà bây giờ kiếp này Đức Phật thành Phật, thì 500 con khỉ kia bây giờ chính là tái sinh thành 500 người, và 500 người đó đều xuất ra thành đệ tử của Đức Phật và đều tu chứng quả A-la-hán. Đấy. Còn có... Còn có một câu chuyện của tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài có một vị đệ tử là Sa Di. Cả đời chỉ phát nguyện thọ Sa Di, mặc dù vị đó cũng chứng quả A-la-hán, nhưng mà không phát nguyện thọ giới tỷ khiêu. Vì sao? Vì kiếp trước của vị này, sau khi tu hành chứng quả A-la-hán rồi, vị này mới biết rằng kiếp trước của mình vốn là một con chó. Đi theo cái người chủ của mình là ông chủ của đoàn thương buôn. Thì một hôm con chó nó đói quá, nó mới ăn trộm thức ăn của ông chủ. Và ông chủ bực quá, ông đem chặt hết cả bốn chân của nó đi và đem vứt nó bên vệ đường. Đấy, chúng ta thấy con chó nó đi với ông chủ, nó trông nhà, trông cho đồ cho ông chủ, bảo vệ đồ cho ông chủ. Nhưng mà nó đói quá, nó ăn vụng mỗi một tí đồ thôi mà tức quá, ông chủ chặt bốn chân của nó vứt bên cái hố cát bên vệ đường. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực qua, cứ nghe thấy cái tiếng kêu của con vật. Thế ngài nán lại và ngài tìm chung quanh thì thấy con chó đang nằm thoi thóp ở trên một cái hố ở vệ đường, một cái hố cát ở vệ đường. Ngài liền là dừng lại đi xuống và vuốt ve con chó và thuyết một bài pháp về vô thường cho nó nghe, về nhân quả cho nó nghe, và khuyên con chó đừng khởi tâm là hận thù, mà hãy khởi tâm là gì, từ bi thương xót để mà học đạo. Con chó sau khi nghe bài pháp của tôn giả Xá Lợi Phất xong ấy, rất là hoan hỷ, liền là nấc mấy cái và chút hơi thở cuối cùng. Vì trước khi chết nó hoan hỷ, nó không khởi tâm hận thù, cho nên nó được sinh vào một gia đình cũng ở trong cái thành ấy. Và lớn lên 14-15 năm sau gặp tôn giả Xá Lợi Phất và đứa trẻ đó thì xin xuất gia. Xuất gia hầu tôn giả được mấy năm thì vì ấy tu chứng thánh quả A-la-hán. Đến năm đủ 20 tuổi, đáng lẽ ra thì đúng như mọi người thì ngài được thọ giới tỷ khiêu, tức là lên đại đức, lên sư ông đó, tôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà vị Sa Di này phát nguyện cả đời không thọ giới cụ túc, tức là không lên đại đức mà chỉ là sư bác thôi. Vì sao? Vì không dám sánh ngang với cái giới pháp của thầy mình là ngài Xá Lợi Phất. Vì thầy mình chính là ân nhân của mình, cứu cho mình thoát khỏi từ kiếp súc sinh là con chó. Bây giờ được làm người, lại được thành đệ tử của ngài, được hầu hạ ngài, được thi giả ngài là một cái niềm vinh dự lớn rồi. Cho nên không dám bằng thầy, không dám thọ giới bằng thầy, mà chỉ phát nguyện là thọ 10 giới làm Sa Di, cả đời hầu thầy như vậy thôi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là về nhân quả, về báo ứng, và về cái việc gì tu nhân tích đức á, làm phúc đó. Nếu không có Đức Phật thì làm gì 500 con khỉ kia làm gì mà thành A-la-hán hết, không có Xá Lợi Phất làm gì con chó kia thành A-la-hán được. Con chó kiếp sau chuyển thân thành người tu thành quả A-la-hán. Rồi các vị đọc những các câu chuyện cổ Phật giáo và những
bộ kinh ở trong cái bộ kinh kinh gọi là Phật thuyết kinh vị tầng hữu ấy. Vị kinh vị tầng hữu tức là những bộ kinh đã chưa từng có lần thứ hai, kinh chỉ duy nhất xảy ra một lần ở trên thế gian này thôi, không có lần thứ hai, gọi là Phật thuyết kinh vị tầng hữu. Kinh này cũng hiếm, ít hay lưu hành. Tới đây chúng ta có xưởng in, chúng ta cho tái bản, chúng ta in lại những cái bộ kinh hay lắm các quý vị. Đọc những cái bộ kinh như thế chúng ta thấy hay lắm, nhưng mà nó không phổ thông ở ngoài xã hội, ở các hiệu sách ấy, cũng ít lắm. Bởi vì những cái kinh đấy phải những cái người mà nghiên cứu chuyên sâu, hay là những người rất yêu đọc sách, rất yêu tìm hiểu thì mới đọc tới. Rất hay. Đó. Cho nên thì khuyên là các Phật tử chúng ta nên phát tâm, nên cúng thí thực vào những ngày có lễ lớn ấy của gia đình chúng ta ấy, phóng sinh nữa. Ý thứ hai Phật lại hỏi: con thấy mọi người về chùa khai nguyên lễ Phật và tham quan cảnh địa ngục nhiều hơn là cảnh là sang thăm cảnh cõi trời đau lợi. Con xin Thầy giảng cho chúng con hiểu rõ hơn những nhân vật ở cung trời đau lợi chùa khai nguyên ạ. Họ thích đi thăm địa ngục hơn là thăm cõi trời đau lợi. Có phải vậy không? Các Phật tử trong tay có thấy phải không? Úi! Rồi. Chúng ta biết vì sao họ lại thích thăm cảnh địa ngục hơn là thăm cảnh quái trời đau lợi không? Biết không? Hả? Các cụ ngày xưa nói thế nào nhỉ? Các cụ ngày xưa có cái câu nói thế nào trong cái, cho cái việc ấy nói cho nó chuẩn nhỉ? Quả đúng, tôi thấy cũng đúng đấy. Phật tử này nói cũng có cái đúng đấy. Mọi người đến lắm khi hỏi Thầy á: Thầy ơi, địa ngục ở đâu? Tôi bảo địa ngục ở đây này. Tôi bảo địa ngục ở đây này. Thế địa ngục ở trong gì? Trong tâm ấy. Thế bảo không, con nghe người ta bảo chùa Khai Nguyên có địa ngục ở đâu? Thế tôi lại chỉ lên trên ấy, trên trời ấy. Thế người ta nhìn lên người ta bảo đâu địa ngục, bảo không địa ngục cơ mà, con hỏi thật là thầy địa ngục chùa Khai Nguyên ở đâu? Bảo là địa ngục chùa Khai Nguyên ở đâu? Đúng là nhiều người đến chỉ hỏi địa ngục, đến thăm địa ngục. Hình như là họ đi xem trước một căn ở trong đấy để họ mua, muốn mua hay sao ấy. Chắc là muốn mua một căn ở trong đấy, muốn đặt mua một căn trong đấy trước hay sao ấy. Cứ thích xem. Có ai thích làm đăng ký một suất ở trong đấy không? Hả? À? Ai thích cho một tràng pháo tay xem nào? Ai thích cho một chàng pháo tay? Ô, hôm nay sao là tỉnh thế? Nói ai thích cho một chàng pháo tay thì chả ai cho một chàng pháo tay. Hôm nay đúng là tỉnh thật. Này các Phật tử tỉnh phết. Không, cái giáo hóa trực quan nó cũng có cái tốt đấy các quý vị. Có trường hợp vào đấy, như mấy cái năm đầu tiên ấy, có một ông bố dắt đứa con khoảng 5-6 tuổi đi. Hai bố con vừa đi vừa tâm sự với nhau. Bố cứ giới thiệu cho con về 18 tầng địa ngục là như thế nào. Vừa đi vừa giới thiệu cho con. Bảo thế con nó không biết, nó hỏi bố ấy thì tại sao mà ở trong đó họ lại đánh người ghê thế. Thì bố bảo ở trong đó người ta đánh người như vậy là vì những người sống ở trên đời này làm nhiều việc ác, sát sinh, hại vật, trộm cắp, gian dối, vân vân thế này thế nọ thế kia. Thế thì con ấy hỏi bố ơi, thế thì nếu mà con nói dối thì sau này con có bị họ đánh như thế không? Bố bảo nếu mà con gian dối thì con sau này cũng bị họ đánh như thế.
Thế con nó bảo là thầy bố ấy thì làm thế nào cho sau này không bị đánh như thế? Bố bảo nếu con không gian dối, con ngoan thì sau này con không bị đánh như thế. Đấy cũng là một cách gì? Giáo dục con. Và khi ra đến cửa, ông bố nói với một sư nhà mình, cả cuộc đời lam lũ phấn đấu, nếu mà không giữ được thì sau này phải vào đấy cũng có cái gì đâu. Nói với một sư như thế. Xong một sư lại nói lại với thầy cái câu chuyện đấy. Thầy thì không được chứng kiến, nhưng mà sư nói câu chuyện đấy với thầy. Ngày xưa mới xong cái cử các sư trông ở đấy. Đấy, đấy cũng là phương pháp là giáo hóa trực quan. Còn Phật tử này hỏi tại sao mà người ta cứ thích thăm địa ngục hơn là thăm quái trời? Thì cái tập tính ác của chúng ta bây giờ mà, chúng ta thấy nhiều người thích làm ác hơn là nhiều người thích làm thiện ấy. Tôi nói như vậy không biết có đúng không? Hay chúng ta tự cho câu trả lời. Không, tôi khẳng định là nhiều người làm ác hơn là nhiều người làm thiện thì cũng không phải. Chúng ta sẽ tự tìm câu trả lời ấy. Còn Phật tử này hỏi là nên muốn là giải thích cho quái trời đau lợi là thờ những ai. Ở đó chúng ta thấy ở chính giữa thì có là thờ gì? Quái trời đau lợi thì chúng ta biết là quái trời đau lợi thì ai làm vua quái trời đó nhỉ? Chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Tức là chính giữa nhìn vào là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị đại thần. Chúng ta thấy có cái tranh ở trên tường, vẽ cái đắp cái bức hình ở trên tường ấy. Đấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế với là các vị đại thần như Thái Thượng Lão Quân vân vân, các vị đang vân du, đang cưỡi trên mây vân du, và có cái điện đài lầu các vân vân, đó là cái biểu tượng, đó là biểu tượng, biểu tướng thôi, cái tướng thôi, chỉ cái mình đắp làm sao mà được đẹp như ở trên cung trời đâu. Còn một bên đó là cung giao trì của Thánh Mẫu. Ở bên tay phải, tay trái mình đi vào lễ ấy, cung giao chỉ của Thanh Mẫu. Còn bên tay phải mình hướng vào á, thì chúng ta quen với câu chuyện Tây Du Ký rồi đúng không? Có phải không? Câu chuyện Tây Du Ký đường Tăng đi lấy kinh á, mà có cái đoạn mà đại náo thiên cung á, có nhớ không? Cái tập thể thiên đại thánh đại náo thiên cung mà cho vào lò luyện đan, lò bắt quái á. Đấy, đắp cái đó để cho mọi người gì dễ tưởng tượng, họ dễ nhìn nhận ra cái đấy, cho nó dễ. Bây giờ nói đến Tôn Ngộ Không thì trẻ con Việt Nam, người già người trẻ Việt Nam chúng ta 10 người thì 8-9 người biết, cũng rất dễ. Cho nên thầy mới cho một cái nhân vật đó vào tề thiên đại thánh đang náo động thiên cung và làm gì ấy, nhảy ra khỏi cái gì đấy, vạc dầu cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, tất nhiên đáp cũng chưa xong. Đấy, trong cõi trời thì có những cái, ngoài ra thì có các vị thiên long bát bộ hộ pháp, có tứ chấn thiên vương ấy. Tứ chấn thiên vương tức là bốn vị thiên vương ở cõi trời thấp nhất, ở lưng chừng, như trong kinh Phật nói là lưng chừng dãy núi to nhất, lớn nhất, đó là núi gì? Tu Di Sơn Vương đó. Và các vị thiên long bát bộ vân vân. Vì này hỏi ý nữa, con xin thầy giảng cho chúng con được hiểu hơn Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề ở nhà giảng đường chùa Khai Nguyên, trên tay ngài cầm các pháp khí, ý nghĩa là thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Phật Mẫu Chuẩn Đề, cái Đức Phật Mẫu này chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài chính là Đức Quán Âm đấy mà. Ngài chính là Đức Quán Âm, ngài hóa thân. Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề hay là Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng đều là Đức Quán Âm hóa thân ra cả. Trên tay của ngài Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề thì gồm là có tùy theo. Ví dụ như có những chùa thì làm 12 tay. Có chùa làm 12 tay, có chùa làm 18 tay, có chùa làm 32 tay, có chùa làm 48 tay, có chùa thì làm đến 100 tay, 100 mắt. Đấy, gọi là. Có chùa thì như đến tượng thiên thủ đó, gọi tượng thiên thủ đó là 1000 tay, 1000 mắt, vân vân. Thì cái này thì do cái nghệ thuật tạo hình của các
quý thầy ở các chùa và các người làm thợ tùy theo cái pho tượng to hay nhỏ. Thế còn pho tượng của chúng ta ở chùa Giảng Đường thì hình như là làm đợt làm 36 tay thì phải. Cả tay to là 36. 32 tay bên ngoài và 2 tay chắp trước ngực là 34, 2 tay để ở dưới theo thế tọa thiền liên hoa là 36. Thì các pháp khí trên tay của Ngài thì mỗi cái pháp khí đều có cái ý nghĩa khác nhau. Các vị về có thể tra ở trên mạng, chúng ta thấy sẽ xem, về thời gian không có nhiều, dành thời gian để trả lời cho các Phật tử khác, những công việc gia đình khác nữa. Cho nên cái câu hỏi đấy thì về các vị cứ tra trên pháp khí của ở trên tay của Bồ Tát Chuẩn Đề hay là Phật Mẫu Chuẩn Đề thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái pháp khí trên tay của Ngài được các thầy các tổ giải thích rất rõ ràng ở trong đó. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi, dòng họ con các cháu trai con trai ai cũng không chịu làm ăn hay uống rượu, và đặc biệt nhà con còn hai đứa con trai chưa chịu lấy vợ, một đứa gần 40, một đứa hơn 30. Gia đình con nghèo khó, làm ăn không được lục đục. Con bây giờ già rồi mà vẫn còn phải lo cho hai đứa con trai. Kính bạch thầy trả lời cho con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta đã biết rằng khi chúng ta đã đi vào cõi đời này, có mặt ở trên trái đất này, tức là có sự sống ở trên trái đất này, Đức Phật đã nói rồi với chúng ta rồi, có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nếu tiểu chung lại thì có gì? Có 8 nỗi khổ lớn, nó bao trùm tất cả. Đó là sinh, già, bệnh và chết. Sinh, già, bệnh, chết đấy, đấy là gì? Chính bản thân mình, cả thân cả tâm mình phải cảm thọ. Còn cái khổ thứ 5 là cái gì? Cầu mong mà không được như ý, không được toại nguyện là khổ. Cái này chúng ta thấy nó do nghiệp duyên nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời một kiếp. Ai mà chẳng muốn sinh ra, chúng ta lớn lên trưởng thành, con trai lấy vợ, con gái gả chồng, gái lấy chồng thì lấy được cái người chồng này, cái người chồng tốt, có thể lo lắng cho chúng ta, làm cái điểm tựa về tinh thần cũng như về vật chất cho chúng ta, vân vân. Nhưng mà có phải ai cũng mong ước như vậy được thành tựu hết đâu. Nhiều vì vậy cho nên mới nhiều người vợ, người mẹ mới lam lũ khổ sở cả đời lại như thế. Từ khi sinh ra ở với bố mẹ đẻ đã khổ rồi, nghĩ rằng đi lấy chồng cho đỡ khổ, nhưng ai ngờ rằng lấy chồng mà có khi còn càng khổ hơn. Ở đây có người nào đi lấy chồng khổ hơn khi còn ở với bố mẹ năm 17, 18 tuổi không? Có không? Có mạnh dạn dám giơ tay không xem nào? Có ai đi lấy chồng khổ hơn khi ở nhà với bố mẹ, giơ tay thì xem nào? Giơ cao lên, vẫy vẫy nữa. Có hả? Có khổ hơn thì cứ giơ lên có sao đâu mà. Đấy. Rồi, được rồi, bây giờ lại hỏi. Có ai đi lấy chồng mà sướng hơn khi còn ở với bố mẹ không? Giơ tay xem nào. Không, giơ cao lên, vẫy vẫy xem nào. Ồ, ít hơn. Cũng có. Cảm ơn các Phật tử đã mạnh dạn cho thầy biết sự thật. Có những người đi lấy chồng sướng hơn khi còn ở với bố mẹ. Giơ tay lại một lần nữa xem được. Có nhiều người ở trong hội trường này giơ cao lên. Nào các Phật tử rồi các sư quay xuống đếm hộ thầy cho nào, có nhiều không? Cứ giơ cao vẫy vẫy xem nào. Rồi, có, cũng có, bên này nhiều hơn bên này tí. Bên này được nhiều người đi lấy chồng sướng hơn khi ở với bố mẹ một tí so với bên này. Rồi bây giờ thầy hỏi lại một lần nữa, có ai đi lấy chồng khổ hơn khi còn ở với bố mẹ không? Giơ tay xem nào. Giơ cao lên. Thấy chưa? Nào, khổ thân chưa?
60-70 tuổi rồi vẫn còn khổ. Có ai cho đến bây giờ vẫn cảm thấy khổ hơn ngày xưa ở với bố mẹ, ngày còn nhỏ không? Giơ tay xem nào. Không đi lấy chồng mà đến bây giờ vẫn cảm thấy mình khổ hơn ấy. Vẫn có nhiều. Đấy. Như vậy là ở trong hội trường này không phải là một mình Phật tử này nhé. Không phải một mình Phật tử này khổ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người khổ một cái kiểu các quý vị ạ. Có những người thì được con cái nó ngoan hiền hiếu thảo, nhưng mà lại gì á, ông chồng lại sao, suốt ngày là rượu chè cờ bạc bê tha, thậm chí là chửi là đánh vợ con nữa. Ấy may được đứa con nó ngoan hiền hiếu thảo, nó kéo lại một chút còn có động lực để sống. Ấy có những người vợ chồng thì yêu thương nhau hết mực, nhưng mà lại gặp cái đứa con là gì, phá gia chi tử, khổ lắm. Cái này thì bây giờ chúng ta nhiều hơn đấy. Vợ chồng vẫn yêu thương nhau được, mặc dù cũng có đôi lúc là gì ạ, vợ chồng cũng hùng hằng với nhau một chút, vùng vằng một chút thôi thì sao lại bình thường. Nhưng mà cái đứa con, nay nó về nó xin tiền, mai nó về nó bảo trả nợ cho nó. Nay bạn bè nó gọi điện đến bảo là anh ấy hay bạn ấy cấm cái xe của con rồi, ngày mai có xã hội đen đến đòi không trả nợ cho nó thì nó sẽ bị chết, vân vân và vân vân, sẽ giết nó, vân vân. Khổ lắm các quý vị. Đây ở Sơn Đông đây mấy năm trước có trường hợp là cứ dậy sáng ra lại có một cái vòng hoa ở trước cửa nhà, trên cái vòng hoa đó viết một cái tờ giấy gia hạn cho ví dụ như là 7 ngày nữa hay là 10 ngày nữa nếu không trả nợ sẽ gì, sẽ chuẩn bị tinh thần để nhận cái bàn tay trái của đứa con của ông bà. Hôm sau nó lại viết một cái nữa, nó lại bảo gì là mấy ngày nữa nếu mà không, nếu mà quá hạn mà không trả nợ là nhận tiếp cái cánh tay phải của đứa con của ông bà. Thế đương nhiên là sợ quá là phải gì ạ, âm thầm mà đi vay đi mượn để trả nợ cho con. Gọi nó về bảo là bố mẹ thì trả cho con lần cuối cùng này nữa thôi nhé. Nó cũng hứa, nó bảo vâng, bố mẹ thương con trả con lần này, là con hứa là con không bao giờ con tái phạm cái điều này nữa. Thậm chí là viết cả giấy cam kết giữa gì, giữa bố mẹ và đứa con, với cả gia đình ấy, đến để chứng kiến là viết giấy. Ôi giời, nó quỳ, nó xin, nó khóc, nó làm như là thật ấy, nó diễn giỏi lắm các vị. Thế xong về trả nợ cho nó xong, nó ở nhà được mấy ngày thật. Xong á, mấy ngày sau tiếp, lại tiếp tục có cái hội xã hội đen khác bảo là ông bà trả tiền ở đây, qua nó vay mấy chục triệu, nó cá độ bóng đá thế này thế nọ thế kia. Khổ lắm. Cái sang khóc với chúng tôi bảo là bây giờ bạch thầy thì chúng con phải làm như thế nào? Thầy có cái pháp gì không, lễ để cho nó không gì? Cho nó lễ cho nó không bao giờ nó làm khổ chúng con như thế nữa. Tôi bảo thì tôi không chịu. Thôi các vị cứ lên Phật, lên trên chùa lễ Phật mà xin, bao giờ thấy Phật gật đầu thì là được đấy. Thế người ta bảo, ô thầy cứ nói đùa, làm sao mà Phật gật đầu, Phật là tượng đất, tượng gỗ, làm sao mà gật đầu được. Thì tôi bảo đấy, Phật nếu mà Phật tử lễ mà tượng Phật mà bằng đất, bằng gỗ mà không gật đầu được thì bảo thầy có một cái bài kinh, bài chú gì mà tụng để cho nó không cờ bạc, không rượu chè, không chơi bời nữa thì cũng như thế. Trừ bao giờ mà nó ra đây, cho nó sang chùa ấy, các thầy khuyên nó mà nó hiểu ra, nó nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục lớn lao của cha mẹ để nó lo, nó báo hiếu. Nó nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn ấy, đặt lên trên hết đấy thì nó mới có thể thay đổi được. Thế tôi bảo là cứ bảo khuyên nó sang đây xem thế nào. Thế gia đình bảo chúng con khuyên nó nhiều lần nhưng nó không đi. Thế tôi bảo là tôi thế thì vậy, thế tôi không chịu. Chả có Phật, chả có dạy một bài kinh nào đó mà
tụng mà để cho nó được như thế cả. Kinh Phật dạy là để cho chính chúng ta giác ngộ, cho chúng ta bỏ những cái thói hư tật xấu ấy đi để trở thành những người tốt. Chứ kinh của Phật đâu có phải dạy cho chúng ta để chỉ chú tụng kinh niệm Phật làm hồi hướng để cho những người như thế họ chuyển thành cái người tốt được đâu, không có. Mà họ phải gì? Phải được giáo dục trên cái nền tảng giáo lý của Đức Phật thì dần dần họ mới có thể thay tâm đổi tính được. Cũng có khá nhiều trường hợp họ đến chùa gần gũi với chúng tôi và gần gũi với các sư, khi họ được động viên, khi họ được sách tiến, họ giác ngộ ra và họ về họ trở thành những người tốt. Cái này cũng có. Đây ở bên ngay bên Lục Quân này này, có một chú ngày xưa thuộc dạng là đầu gấu nổi tiếng ở khu vực thị xã Sơn Tây này, có bao nhiêu đàn em đi theo. Nhưng khi đi chạy ra về một cái sang chùa làm công quả tụng kinh Địa Tạng, và bây giờ từ đó cho đến nay 3-4 năm nay chú ấy thì không một ngày nào bỏ thời tụng kinh ở nhà và không đi chơi với gì với những nhóm bạn xấu ngày xưa nữa. Mà cả cái khu đấy ai cũng không ngờ rằng á, một con người như thế có thể thì lại được Đức Phật đã cảm hóa, được mấy ông thầy chùa cảm hóa. Không ai tin. Cả cái khu vực, cả cái khu xóm ấy, khu dân cư khu đấy không ai tin là chú ấy từ một đầu gấu như thế, có số có má như thế, vào trại xong á, ra trại về lại có thể thay đổi để học Phật. Sau này chúng tôi mới hỏi ra mới biết là chú ấy cũng chính vì nghe giảng kinh Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng mà nhận ra những lỗi lầm của mình và tự mình phát nguyện là gì, không đem đến sự khổ đau cho vợ con, cho bố mẹ và cho mọi người xung quanh mình nữa. Cho nên là tự mình cắt đứt với bạn bè xấu, không chơi nữa và đi sang chùa làm công quả. Mấy năm trước là sang đây làm suốt đấy, có việc gì cũng chạy sang đây để làm công quả. Các vị biết, để mà cảm hóa được một cái người mà gọi là gan dạ như thế, sắt đá như thế mà cảm hóa được cũng không phải là đơn giản. Nhưng mà họ phải đến chùa cơ, họ phải phát khởi tín tâm cơ, họ phải nghe gì, nghe lời Phật, nghe lời chúng tôi chỉ bảo cơ mới thay đổi được. Còn này bảo nó chịu thì mình cũng chịu, chả làm gì được đâu. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên rằng thôi cứ về nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc mà hồi hướng sám hối nghiệp chướng của mình, cũng do nhân do quả cả đấy, không phải ngẫu nhiên mà như thế đâu. Thế mình cứ tu đi, nghiệp nó trả hết hoặc trả dần dần vơi đi thì nó sẽ được tốt thôi. Thấy trong hôm qua lại có một người nói với tôi rằng có trong gia đình, có cái gia đình của anh trai suốt ngày chửi bới gây sự với gia đình của em gái. Nhưng mà khi cô em tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng về, cứ nhất tâm đọc tụng ở nhà, tụng riết đến khoảng một năm thì tự nhiên thấy anh trai sang gì làm lành. Anh trai sang làm lành. Và cô ấy cũng không hiểu vì sao nữa, tự nhiên anh trai sang làm lành, mà tự nhiên anh trai lại gì, lại đi nhận lỗi với gì, với vợ chồng của em, của đứa em gái, là thôi trước đây anh có như thế nào đó, anh có say rượu hay anh như thế nào, anh chửi anh mắng cô chú thì cô chú gì bỏ qua cho anh. Không phải là trong lòng anh muốn chửi mắng cô chú như thế, nhưng tự nhiên cái lúc đó tự nhiên nó cứ sôi lên nó chửi thôi, chứ thực tế trong lòng anh gì vẫn thương cô chú, thương các cháu lắm, nhưng là thương các cháu như là thương con của anh. Nghe anh nói như vậy thì em được lời như cởi tấm lòng, thì hai vợ chồng thì cũng nhận lỗi là thôi bọn em là có gì không phải trong thời gian qua thì thôi xin bác là cho bọn em xin lỗi.
Thế là anh em tự nhiên là cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc tu tu thôi. Đó. Chúng ta thấy có những cái vấn đề là do chính cái nghiệp của chúng ta, cái gốc đó là cái nghiệp. Cái nghiệp ở đây chúng ta không nhìn thấy ngay trong cuộc sống này đâu các quý vị nhé. Coi nó nhiều đời, nhiều kiếp. Đấy, có khi cứ nhìn thấy nhau là nó ghét. Đấy, không hiểu làm sao nhìn thấy nhau là ghét. Thậm chí là anh em, thậm chí là bố con, thậm chí là mẹ con nhìn thấy nhau là ghét. Đấy, như cái trường hợp đó, kể với tôi hôm qua đấy là chả làm cái gì, em chả làm gì nhưng anh cứ thế là chửi là mắng. Đấy, nhưng thỉnh thoảng tức quá không chịu được cũng đốp lại một vài câu, anh lại càng tức càng mắng thêm. Nhưng mà xong rồi năm ngoái thì đến thì nghe chúng tôi giảng thỉnh quyền kinh Địa Tạng với cứ thế là tụng thôi, kệ anh, chả nói gì. Được khoảng năm nay thì có thể là một năm qua Covid không đi đâu được, chứ Phật tử này ở nhà tụng được nhiều hơn. Thật mà, cái khi mà Covid thì ở nhà tụng kinh thì tốt lắm, tụng được nhiều lắm. Nói như vậy không phải là chúng ta mong cho Covid, nhưng mà trong cái lúc đó không đi đâu được là thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng sợ gì? Sợ gì? Sợ chết. Cho nên thì thôi, trong cái lúc này thì tu được bao nhiêu thì tu, không có sợ sau này chết thì không được lên tòa sen thì chết. Cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta tụng kinh dễ nhiếp tâm, dễ gì, dễ được nhất tâm tụng kinh niệm Phật nhất. Đấy, cho nên trong cái luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có nói gì, sống thì đừng có cầu không bệnh, vì không có bệnh thì chúng ta sẽ dễ bị sao, dễ bị sao nhỉ? Đó. Và trong đó cũng dạy là gì? Người tu hành chúng ta lấy bệnh khổ làm thuốc gì? Làm thuốc hay để trị cái tâm bệnh gọi là kiêu căng, cống cao, ngã mạn, vân vân đó. Đấy. Cho nên nhờ tụng kinh, một năm trời tụng kinh Địa Tạng thì tự nhiên là ông anh, ông Sang, ông ấy gần gũi với các em, tự nhận lỗi về mình. Em thấy như vậy thì cũng để cho anh hoan hỷ, cho nên cũng tự nhận lỗi về mình, lại cũng do một phần do các em. Thế là hai bên đều nhận lỗi, bên nào cũng nhận lỗi, cuối cùng mới thổ lộ ra hết là gì? Anh thương các em và thương các cháu cũng như thương con mình. Và em lúc đó cũng nói là gì? Thực ra thì em cũng rất rất thương và kính trọng bác. Cho nên hai bên hiểu nhau rồi thì ôm chầm lấy nhau mà khóc. Và từ đấy bảo là từ đấy trở đi thì vui suốt ngày thầy ạ. Thì thấy có tu thì nó có chuyển. Có tu thì nó phải có chuyển. Có tu thì nó phải có gì? Có thay đổi là như thế. Thế còn điều quan trọng chúng ta có tu được nhất tâm hay không? Nhiều Phật tử đến cũng nói với thầy, thầy ơi con tụng kinh Địa Tạng một năm nay rồi hoặc hai năm. Có trường hợp bảo tụng ba năm nay rồi và nhà chúng con chả được cái gì thầy ạ. Trường hợp trên Ba Vì đến nói với tôi, tụng 3 năm rồi nhà con chả được cái gì. Chồng con vẫn rượu chè, con vẫn cờ bạc như thế. Nhưng mà mình nhìn cụ ấy không phải là coi thường đâu, nhưng mà nhìn cụ ấy mình đã biết chính cụ ấy đã không tu rồi. Có tụng kinh 3 năm nhưng mà chỉ tụng bằng gì? Bằng đầu môi chóp lưỡi, bằng lời thôi. Nhìn người tu ấy không, thầy biết mà. Thầy chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng cũng biết mà. Biết chứ. Không biết làm sao gọi là thầy được. Cũng biết chứ. Có trường hợp hôm qua đến, không biết hôm nay còn ở đây tu không hay là về mất rồi. Có cái chú con trai ở đâu đến, bảo gia đình nhà con cứ 10, cách 10 năm nay rồi. Cứ khoảng 10 năm thì lại chết, rồi chết rồi toàn chết hai người cơ. Kiểu thế 10 năm trước chết hai người, năm nay lại thế là năm thứ 10. Mà mấy năm trước, 10 năm trước hình như cũng bị thế. Cứ như thế. Hỏi làm sao? Hỏi đất cát nhà cửa. Làm sao? Bảo thầy chỉ cho, tôi bảo là không phải đất cát nhà cửa. Về đi tìm cái ngôi mộ của ông năm đời ấy, đang có vấn đề ở đó. Thế bảo, thế thì không hiểu là vì sao lại mộ năm đời. Tôi bảo về họ đi tìm mộ năm đời ấy. Thế hỏi ra mới biết là gì?
Tất cả các ngôi mộ khác đều quy tụ một chỗ hết, duy nhất có mộ ông Năm Đời để một mình một chỗ. Các cụ muốn về với con với cháu có cái gì đâu. Hai đứa con trai chết hết, khổ thân. Nếu biết tới sớm cái việc này mà làm sớm đi thì chắc không đến nỗi như thế. Nhưng không sao, cứ làm đi, có khi tới đây các cụ lại về hoan hỷ, lại cho sinh một hai đứa con trai nữa. Không có nhân có quả mà, làm tốt đi. Tôi thấy cũng trẻ trẻ, khoảng 40 trở lại thôi, vẫn sinh đẻ tốt, vẫn được. Nhưng mà tôi hôm qua tôi bảo về làm đi đã. Tại sao mà biết? Tại sao mà biết? Khổ. Đi hỏi tôi tại sao mà biết, tôi không chả biết, tôi bảo tôi không biết. Cho nên làm sao mà nhìn tu hay không, làm sao mà nhìn sờ sờ trước mặt mà mình không biết được thì còn nói làm gì nữa. Nhìn tu hay không biết mà từ lời nói, từ hành động, từ cử chỉ, từ cả cái trên nét mặt, khổ lắm, làm sao mà tôi không biết. Nhưng có cái tôi có nói ra hay không thôi. Đó thì vì sao mà, đấy là cái nguyên nhân tụng kinh 3 năm mà không được nhiều. Tất nhiên họ cũng được, chứ đừng nói là không được, chút nào là không được, nói thế là sai. Cũng được, nhưng mà được không là bao cả. Vì ở trong tâm không chuyển, nghiệp mình tự không chuyển, cho nên nó tụng kinh Địa Tạng 3 năm vẫn chỉ được có một chút xíu thôi các quý vị, không được nhiều. Cũng được nhưng được chút xíu. Có người họ về tụng có 3 ngày là được. Ấy có trường hợp họ tụng có 3 ngày là được các vị. Tụng có 3 ngày là được thôi. Có trường hợp tụng có khoảng 2-3 tuần là được thôi. Đấy. Cách đây mấy tháng có cái trường hợp ở dưới Hà Nội, có đứa con trai đi xin việc, từ khi ra trường đến năm nay là xin việc là hơn 5 năm rồi, không ở đâu nhận, không hiểu tại sao. Nộp hồ sơ thì hồ sơ cứ nộp vào, đi phỏng vấn xong người ta lại không nhận. Mà rõ ràng hồ sơ là được học sinh, là cái hồ sơ của sinh viên ra trường là học sinh giỏi, đạt học sinh giỏi. Thế mà nộp đơn là khoảng 5 năm nay, hơn 5 năm nay rồi, nhưng họ không nhận. Có chỗ nhận đi vào làm được vài buổi thử việc là họ lại thải. Nhưng mà bà mẹ bảo là rõ ràng là thằng con nhà con nó rất hiền. Thế đúng, đưa lên tôi gặp mặt tôi nhìn cũng hiền thật. Nhìn chú ấy rất là hiền. Thế tôi hỏi là chú có ham mê chơi điện tử không? Bảo không, con không thích chơi điện tử. À, mình nhìn mặt mình cũng biết rồi, nhưng mà hỏi xem có ham mê không, nhưng mà bảo không, con không thích chơi điện tử. Thế tôi hỏi là thì có sợ lao động không, sợ lao động chân tay không? Chú bảo không, con ở nhà con vẫn nấu cơm, vẫn quét dọn, vẫn giúp mẹ con, giúp gia đình con bình thường. Mà con đến công ty con làm á, con làm nhiều việc hơn người bình thường khác. Vậy không hiểu thì làm sao mà cứ chưa hết tháng thử việc người ta thì người ta lại kiếm chuyện, người ta lại đuổi con. Thế bảo là con chán lắm, lúc là con nghĩ tới là cuộc sống ở xã hội này thì thôi cho một liều thuốc chuột cho nó xong. Chán đời đến mức độ như thế các vị ạ. Không những người có học thức mà có tri thức ấy, người ta học hành xong ra mà người ta không được trọng dụng ấy, đi làm hết nơi này đến nơi nọ cứ như thế, người ta nghĩ tiêu cực, người ta tiêu cực. Nói với thầy là con nghĩ lắm khi con nghĩ cho một liều thuốc chuột cho xong. Tôi bảo một liều thuốc chuột là không xong đâu con ạ. Con xong ở cuộc đời này nhưng con là gì? Khổ ở cuộc đời khác. Vì trong kinh Đức Phật nói nhân quả ba đời. Thế cho thầy khuyên bảo ra về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho thầy, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày ăn chay trường và con đi xin việc. Phát nguyện nhưng phải ăn chay trường nhé, không ăn hành hẹ tỏi kiệu hành tây như ở trong kinh Địa Tạng nói. 21 ngày con ăn chay trường và tự con phát nguyện đọc cho thầy, tụng cho thầy. Thì nó bảo mẹ con trước đây cũng tụng hồi hướng cho con nhiều lắm rồi. Họ bảo là đấy là mẹ con tụng, mẹ con hồi hướng, và bây giờ tự con tụng, tự con gì hồi hướng cho mình. Thế nó bảo có được không thầy? Tôi bảo được hay không thì tôi chưa biết. Chú hỏi tôi được hay không khi mà chú chưa làm là sao tôi trả lời chú được hay không, chứ về cứ làm đi. Thế là về nghe theo lời thầy là làm hồ sơ đi nộp lên hai công ty. Mà chú ấy nghĩ rằng có một cái công ty mà người ta
người ta, chú nghĩ rằng là không bao giờ người ta nhận mình vì công ty cái đòi hỏi người ta quá cao. Còn cái công ty chú nghĩ rằng mình có thể vào được là cái công ty nó bình thường thôi. Cái công ty mà người ta, chú ấy gửi cái hồ sơ lên đó, công ty của nước ngoài, người ta đòi hỏi cao lắm. Chú nghĩ rằng là không bao giờ mình có thể trúng tuyển vào đấy được. Nhưng mà thôi cứ nộp, vì thích cho nên nộp. Cái ngành công nghệ mà, học ngành công nghệ, học điện tử, học công nghệ ấy. Cho nên là cứ nghĩ là thôi cứ nộp xem thế nào. Nộp hai công ty, một công ty ngành công nghệ mà nước ngoài ấy, và một công ty của Việt Nam. Thế là về tụng đến ngày thứ ba. Không ngờ là người ta có giấy báo gọi điện đến, người ta bảo đi đến để phỏng vấn. Đến phỏng vấn xong một cái người ta ưng, người ta chấm điểm. Nước ngoài chúng ta biết rồi, ưng một cái là chấm điểm là gì, tuyển ngay chứ không có lòng vòng. Đó. Người ta không có như Việt Nam của mình, lòng vòng là còn chán. Thế là về mừng quá, có động lực để tu nốt rồi gì, 18 ngày tiếp theo. Đúng không? Có động lực là tu nốt 18 ngày tiếp theo. Thế là về là 18 ngày tiếp theo là gì? Vui quá rồi. 5 năm trời đi xin việc không được. Nay về lên chùa gặp thầy bảo tụng kinh 21 ngày, ăn chay trường tụng kinh điển tặng 21 ngày để gì? Để cầu cho con đường công danh sự nghiệp của mình nó không bị lục đục, nó không bị chướng ngại. Cho nên anh ta về làm hai bộ sơ nộp. Ngày thứ ba người ta phỏng vấn, gọi đi phỏng vấn lại cái công ty chưa bao giờ dám mơ đến. Thì hỏi phỏng vấn xong đỗ tại chỗ luôn. Người ta chấm, người ta báo tại chỗ luôn là gì? Về chuẩn bị là sang tuần là đi làm ngay. Vui quá cho nên động lực để tu nốt 18 ngày. Và đi tu xong với cách đây mấy hôm gặp thầy ở ngoài quán chay cứ cười bảo ôi thầy ơi Phật Pháp nhiệm màu quá. À gì đã Phật. Hai mẹ con đến đấy để cảm ơn. Cái hôm làm lễ hôm rồi ấy, hai mẹ con đến để cảm ơn, để lễ tạ. Đấy. Thế bảo là tháng lương đầu tiên của con đi làm ấy, thì thôi con dành một phần để mua quà cho mẹ, một phần để mua quà cho em của con, còn cúng một pho tượng địa tạng để cảm ơn Bồ Tát đã gia trì cho con. Cũng hay. Thế là cũng gì? Cũng biết phát tâm đấy chứ. Cũng có tâm, nghĩ trước, nghĩ sau. Đầu tiên là nghĩ đến mẹ, thứ hai là nghĩ đến em, thứ ba là nghĩ đến gì? Nghĩ đến Phật, nghĩ đến Thầy. Đấy, cũng được, cũng có trước, có sau. Cũng là nếu chấm điểm cũng thuộc cả thang gì? 10 điểm. Không, mà tháng lương đầu tiên, mà cái đầu tiên chú ý nghĩ tới là nghĩ đến mẹ. Bao nhiêu năm khổ sở tần tảo vất vả thì bố mất rồi, còn mình mẹ nuôi con, nuôi hai anh em. Em thì đang học đại học. Cho nên đầu tiên là nghĩ đến mẹ, mua đến quà để tặng mẹ. Thứ hai là nghĩ đến em để tặng em. Và thứ ba là nghĩ đến Phật, nghĩ đến Thầy. Cho nên đến để vừa cảm ơn, vừa lễ tạ và vừa phát tâm một pho tượng địa tạng nhỏ để gieo duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. Tôi nghĩ cũng được. Như thế là điểm 10 còn gì nữa. Đấy, tôi động viên bảo thôi cố gắng mà làm. Và có áp lực gì không? Bảo không, thể về đây phù hợp với công việc của con. Mà được cái bác trưởng phòng là người nước ngoài, bác quý lắm. Vì sao ạ? Vì chú ấy tiếng Anh rất là giỏi. Và lại giỏi cả về gì? Về công nghệ, về vi tính ấy. Cho nên là giỏi tiếng Anh nữa, cho nên rất là giỏi. Mà tại sao 5 năm trời á, đi xin á, xin việc không được. Tí nữa thì nếu mà để người ta làm liều thuốc chuột có phải là phí không? Thật mà, làm liều thuốc chuột có phải là phí không? Tổn thất cho đất nước, tổn thất cho gia đình không? Đấy, làm với người nước ngoài, cái bác trưởng phòng nước ngoài, bác ấy quý lắm. Đấy, cho nên đôi khi chúng ta thấy là chính cái nghiệp của chúng ta nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn. Cái nghiệp mà giải quyết được á, thì cái phúc gì nó tăng lên. Phúc nó tăng lên thì mọi việc thì nó sẽ êm thôi.